thay đổi về bộ máy chính trị thì mới đây văn phòng Bộ Y tế cũng vừa nhận được văn bản của Văn phòng Trung ương Đảng về việc phân công cán bộ điều hành Bộ Y tế. Theo đó thì đồng chí Đỗ Xuân Tuyên là Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế sẽ tạm thời điều hành hoạt động của Bộ Y tế kể từ ngày mùng 7 tháng 6 năm 2022 trước đó thứ trưởng đỗ xuân tuyên được phân công phụ trách lĩnh vực dược trang thiết bị y tế an toàn thực phẩm y dược cổ truyền đấu thầu mua sắm thuốc vật tư trang thiết bị y tế dự trữ quốc gia về thuốc hóa chất trang thiết bị y tế cổ phần hóa doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp các hoạt động có liên quan đến công tác dược điển, dược thư quốc gia, dân số hay kế hoạch hóa gia đình, phát triển y tế cơ sở, thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe, thi đua khen thưởng, hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội của Bộ Y tế, hoạt động của các hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực y dược, tham gia chỉ đạo công tác thanh tra y tế và giải quyết các khiếu nại tố cáo, tham gia các ban chỉ đạo, các tổ chức phối hợp liên ngành trung ương theo lĩnh vực được phân công. Ông Đỗ Xuân Tuyên, sinh năm 1966, đã tốt nghiệp Học viện Quân y.